tính ra đến thời điểm này là khoảng độ 3 năm rồi nhỉ? 3 năm em tham gia người là ai đúng không? Dạ đúng rồi. Cuộc sống của hai đứa thế nào sau khi gọi là cam ao rộng rãi? Thì tụi em kiểu như là thoáng hơn, và đặc biệt là đi đâu kiểu như là cũng được mọi người nhớ đến á. Là giống như là nhắc tới cái chương trình, và hiện tại bây giờ đến 3 năm rồi nhưng mà mọi người vẫn rất là nhớ. Nên cái niềm đó là làm cho em rất là hạnh phúc và vui. Và đặc biệt là em san sẻ được cho những cái thế hệ giống như là bây giờ cộng đồng được kiểu như là tự tin công khai hơn. Có thể là đi đâu cũng không còn ngại như ngày xưa nữa. Và tình yêu thì người ta có hy vọng là có thực sự chứ không phải là không có. Nhưng tại vì nói về tình yêu thứ ba thì nó sẽ khó lắm. Nhưng mà có tụi em là một cái động lực để cho mọi người thấy là cái đó là hiện thực, là tình yêu có thật. Nhưng mà bọn em sau khi mà nổi tiếng á, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người chúc phúc, nhưng mà cũng chắc chắn là cũng có những cái lời ra tiếng wow á. Thì bọn em vượt qua thị phi đấy như thế nào? Đối với tụi em là khi mà thật sự những người nào chúc phúc á, tụi em rất là vui. Còn những người lời ra tiếng vô thì tại vì do là họ hơi nghĩ và tiêu cực một cái vấn đề nào đó, thì có thể là họ trong cuộc sống họ có những cái giống như là họ không khai được nên họ khó chịu. Nhưng mà đôi lúc thì tụi em cứ quan trọng là mình sống vì mình đi. Hai đứa thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thì mọi người những cái ý kiến trái chiều đó thì một ngày nào đó thì họ sẽ thấy là nó đúng, và họ sẽ suy nghĩ lại theo thời gian thay đổi tất cả. Về cuộc sống của hai đứa bây giờ như thế nào? Hiện tại thì hai đứa thì cũng công việc, sáng đi làm và đặc biệt là tối đi qua quán trà sữa. Khang là bây giờ là nó chỉ ở nhà nó bán trà sữa rồi hay sao? Hay làm Khang cũng, cũng đi làm anh, cũng làm về thẩm mỹ, cũng tư vấn. Có ngày ở nhà và có ngày đi làm. Tại vì cái công việc của em nó cũng xoay gặp khách hàng, nó cũng linh động lắm anh. Nhưng mà cái khi mà em come out như vậy á, thì em đi làm người mẫu này em có gặp thuận lợi hay khó khăn gì không? Đối với em thì thực sự em làm vì đam mê. Em rất là mê, mặc dù là thẳng ra là em vào nghề cũng là lâu rồi chứ không phải là mới hay nữa. Lâu lắm đó, rồi. Nên tại sao có nhiều người hỏi tại sao em vào nghề vậy rồi mà em lại vẫn đi casting? Thì thực sự là lâu lâu em cứ lâu cứ đi làm thôi, rồi nhớ tới nghề là bắt đầu là tất nhiên là phải đi casting rồi, chứ thực sự là không ai mời mình tại vì mình đâu có tham gia hoạt động nhiều đâu. Đó, với lại đặc biệt là mình là kiểu như là công khai rồi thì đâm ra là nên em cứ vì đam mê đi, cứ tới cái chương trình nào mà thấy phù hợp thì em cứ đi casting, còn cái chuyện đổi hay không không quan trọng. Tại vì đôi lúc là mình cứ được lên sàn diễn, dù có là các cái sàn casting hay là được diễn chính thức, em cũng nói vui rồi. Những người gọi là gì nhỉ, các bạn ở trong người là mùa 1 á, thì thường xuyên là xuất hiện chung với nhau, chụp hình chung với nhau. Ngày hôm nay cũng vừa mới đến Hồ Tùng Lâm, vừa mới khoe tấm hình 6 đứa đúng không? Dạ đúng rồi. 6 đứa bên nhau. Bọn em chỉ chia sẻ cái mối quan hệ của bọn em sau 3 năm. Thì thật sự thì giống như là trước đây á, khi mà chưa có lên chương trình á, thì bạn bè về giới tính thứ 3 tụi em rất là ít. Nhưng mà sau khi cái chương trình đó được kết nối lại và anh Hồ Tùng Lâm á, là bắt đầu là hẹn mọi người coffee. Em nghĩ là lúc đó nghĩ là chắc là lên chương trình thì chỉ gặp nhau đơn giản là lại cà phê để chưa biết nhau được chương trình thôi. Nhưng mà khi mà gặp nhau rồi san sẻ những cái vui buồn, có những người nha không có tình yêu cũng độc thân rồi cũng mình được, nhưng mà khi vào nhóm thì mọi người hòa đồng với nhau, vui vẻ, có khi đi du lịch cùng nhau luôn. Nhưng mà làm thế nào để bọn em giữ được cái tình cảm lâu như vậy, nhất là trong cái giới thứ ba của mình á, thì cái việc mà nó cái thời nó ở bên nhau hơi khó đó. Hẳn là nó hơi cám dỗ á. Tại giống như là cả hai đứa bọn em đều đẹp nữa, mà kể cả chuyện của Lâm với cả bạn kia nữa, Luân nữa cũng thế đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đối với em đầu tiên á là cái duyên. Cái duyên cũng cái nợ. Nhưng mà khi có cái nợ á thì phải như nào? Chúng ta phải sống hết mình. Chúng ta có những cái lúc mà giống như là mâu thuẫn, chúng ta phải nói ra. Đặc biệt là những cái thẳng ra đi ngoài đời thì chúng ta phải biết là cái giới hạn nào là đi sai với mình. Thẳng ra giống như về bản thân em đi ha, bản thân Khang chắc chắn không có sai nắng, và tất cả mọi người đều có thể sai nắng tại vì xung quanh mình rất là đẹp đúng không anh? Nhưng mà quan trọng là mình phải định hướng được là mình như thế nào, mình đã cái cuộc sống của mình cái cùng người đó và hiểu nhau. Khi mà về nhà đi, cái quan trọng về nhà mình ở chung á, cái tật xấu của mình á nó sẽ lộ ra từ từ, mà cái người mà ở bên cạnh mình mà hiểu được cái điều đó thì mới là quan trọng. Chứ không phải là một cái gì đó mà mới mẻ là mình có thể là bỏ tất cả mình theo người kia. Cái đó là sai nhé. Nhưng mà họ thật là bọn em chơi cả nhóm với toàn những đứa gọi là đẹp, hot á, thì có lúc nào bị say nắng nhau không? Khi mà đi chung với nhóm thực sự là tụi em nói chung là nó vui luôn á.
còn những cái điểm như là chị em mạnh gì chứ không còn là kiểu như là mình say nắng. Tại vì khi mình đi chung nhóm á, là cười giỡn, nói chung là hả, đôi lúc á, hả, những cái văn nói mình nói ra mình không có giữ kẻ, mình giỡn hết, mình vui vẻ, đâm ra giống như là chị em bằng gì luôn, rồi không có còn mà để đặt tình cảm vô được. Em có thể nhận xét về những sau 3 năm thì nhận xét về những người bạn không, ví dụ như Tùng Lâm này hay là bạn Thiên Phú này hay như nào không? Yeah. Những người bạn đấy như thế nào, ở ngoài đời như nào? Đối với em thì sau 3 năm thì em càng hiểu hơn. Đầu tiên là giới tính thứ ba là những người có tài. Thường thường người ta nói là có từ là có tài. Đến với bây giờ thì khi mà em công khai thì em rất là hãnh diện mình là người được giới tính thứ ba. Tại vì có những người giới tính thứ ba nó sẽ là mang lại những cái tốt đẹp nhất, những cái đặc biệt nhất, những cái phi thường nhất. Và mọi người khi em ở gần mọi người thì em thấy tiếng cười vui vẻ, và đặc biệt là mọi người biết san sẻ cho nhau, yêu quý nhau, và đặc biệt là nó kiểu nó rất là thoải mái, đúng không ạ? Ví dụ như là đây anh hỏi là nhận xét về chẳng như Tùng Lâm chẳng hạn này, Tùng Lâm đối với em bạn là người bạn như thế nào? Anh Lâm đó là giống thẳng hay giống như một người anh của em luôn. Em cảm nhận là giống như là một người anh cả đó, tại vì ảnh có thể là em cứ đôi lúc hay vô tư vô tâm thì cái vụ mà bạn em bên xung quanh thì có khi em không lơ là, em sẽ không quan tâm, nhưng mà đối với anh Lâm thì tất cả trong người năm nhóm đi, năm người anh Tâm đều hả san sẻ, và hả đôi lúc vô tâm sự với anh Lâm có thể giúp, có thể là chia sẻ những cái gì mà mình đang cần. Còn Thiên Phú thì sao, khi mà trong một trong nhóm của em thì có Thiên Phú là thường xuyên là khoe hơi nhiều ở trên Twitter. Cái đó thì em cũng đã từng nghe các bạn nhiều nói, mà đối với em thì khi đã là bạn của em rồi, dù cái là sở thích của mỗi người không có trách được, giống như là, nhưng mà quan trọng là mình, cái người hiện tại đang tiếp xúc với mình có thực sự là tốt hay không, có thực sự chơi được hay không. Còn cái chuyện mà họ có đăng lên Twitter hay là cái gì đó, hay là có bất cứ cái gì nữa thì em không quan tâm, tại vì cái là sở thích của mỗi người. Rồi bây giờ tiết lộ về cái kế hoạch của bọn em trong thời gian tới đi. Thì hiện tại thì tụi em thực sự là tới bây giờ tụi em vẫn mong là ổn định lại, và tụi em muốn mở một cái quán trà sữa trong tiệm đàng hoàng luôn, là vừa bán ngoài đại đường và một cái tiệm cố định ngoài luôn, để cho mọi người có thể giống như là trời nắng trời mưa có thể vào đó ngồi. Nhưng mà tự cái đó hơi chi phí, trong thời gian này ai cũng biết mà, bỏ ra thì tụi em, tại vì công sức tụi em bỏ ra thì đỡ, khi mà không có lấy lại vốn thì nó lại nói rất là tiếc. Nhưng mà cái tình hình kinh doanh của em ở ngoài đường như thế nào? Dạ. Quán trà sữa của em? Đối với tụi em thì thực sự là cái từ mà gọi là lấy công làm lời đó anh. Tại vì khi mà mình mà muốn hỏi, tại sao có nhiều người hỏi, ủa em lên truyền hình gì, tại sao em không thuê người đi? Em nói thôi cuộc sống này mình cứ lấy công mình làm, mình cứ mình làm đi. Có thể là mọi người gặp mình với một cái bộ dạng rất là không phải như là hào nhoáng như bây giờ Nguyên Anh đâu. Nguyên Anh rất là bình thường, nhưng mà đối với anh sống thật lắm. Sáng đi làm, tối ra giờ tưởng mặc bộ bình thường để cho mọi người gần gũi hơn. Rồi, cảm ơn Nguyên Anh. Nguyên Anh có muốn gửi lời chúc gì đến cho mọi người khi năm hết Tết sắp tới không? Thì đối với Nguyên Anh, từ đó giờ cái câu mà anh nói rồi đó, là một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nên cười nhiều nhé. Nên Nguyên lúc nào cũng cười, mặc dù là có những cái gì mình buồn lắm, nhưng mà hãy cái dịp nó buồn đi, cho nó bay, xéo đi mất hết, để cho tâm trạng lúc nào cũng như một con lốc xoáy mà hạnh phúc và vui vẻ. Gửi lời chúc nào? Chúc mọi người luôn luôn đẹp nè, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, và lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Wow nhé. Anh quên mất anh hỏi một cái câu này nữa này. Đó là trước đây thì giới thứ ba của mình thì thường sẽ bị miệt thị rất là nhiều. Mọi người sống rất là tự ti. Nhưng thời gian gần đây khi mà những game show hoặc là các cái chương trình nó xuất hiện thì mọi người được yêu quý nhiều hơn, nhưng mà nó cũng nảy sinh ra rất là nhiều người mượn cái chuyện đó giống như cho mình cái đặc quyền và giống như định hướng xã hội, hay là cũng có nghĩa là cũng hơi tự mãn về bản thân cá nhân em thì em cảm thấy thế nào về điều đó? Đối với em thì thật sự sau khi mà giờ có nhiều em xu thì thẳng ra đối với Nguyên Anh đó, thì mình làm những cái gì nó cũng đừng có over quá. Nói chung là mình phải làm, mình phải cảm giác là mình để cho người khác nhìn nhận mình với một cái vẻ đẹp là kiểu như là sang trọng lịch sự. Chứ bây giờ em thấy có nhiều bạn nó hơi over á. Cái đó là không phải là em nói ý kiến của em là giống như là nói chê bai các bạn, không phải. Nhưng mà mình làm cái gì nó cũng chừng mực thôi. Thì đôi lúc cái chừng mực đó thì nó đem lại cái cảm giác cho cái người đối diện của mình á, họ sẽ cảm giác gần gũi hơn. Chứ giờ bây giờ thử ra giờ là khi mà nghe cái từ mà công khai rồi họ mọi người thì cứ kiểu như là nó nghe hầm mà trào lưu đúng không? Dạ, trào lưu. Ai cũng vậy. Nên các bạn thì cứ cái gì cũng vừa phải thôi, có mức độ thì lúc nào nó cũng hay hơn.
Rồi, cảm ơn em nhiều ha. Dạ. Yeah.